xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Mình là Tú Ngáo đây. Ngày hôm nay mình sẽ làm một cái thử thách siêu bá đạo đối với tem của bọn mình luôn. Đây, thì hôm nay mình sẽ làm một cái thử thách. Đó là người đầu tiên ăn hết 2 cái ốc sẽ nhận được 1 triệu này. Đối với mình đó, mình cảm thấy ốc thì rất là dễ ăn, nên ăn hết đầu tiên thì sẽ được hưởng 1 triệu là nó cực kỳ nhiều luôn các bạn ơi. Mỗi cái mâm như thế này tương đương với 2 cái ốc. Tại vì mình không có mâm vuông nên mình để mâm tròn luôn. Còn đây là muối ớt. Nếu như bạn nào mà ăn cay không thể được thì ăn ốc không cũng được. Cái này là muối ớt để mà chấm và cho nó đỡ ngán. Thì đây là những cái nhân vật mà đến từ nhiều nước ở lại đây làm thử thách với mình. Không vắng, em đến từ đâu? Em đến từ Ấn Độ. Rồi, Ấn Độ đúng không? Sao? Trời ơi, sao đen quá vậy? Đó, đây là người đến từ Ấn Độ tham gia cuộc thi này. Cô áo xanh này nhìn cũng rất là bắt mắt, đẹp gái đó. Em tên gì, đến từ đâu? Em tên là Truyền. Em đến từ Nhớ Châu, rồi đó. Nice. Ok, yeah. Cái này đến từ Châu Phi hay gì nhỉ? Rồi. À, người thứ ba, người cuối cùng, em đến từ đâu? Gái Nhật đó, vì ta là xa nè, ê ê. Gái Nhật đó, Samurai cái gì? Gái Nhật đó. Trời ơi. Nghĩ thì nó nấu Nhật hay. Sao giống cười khùng quá. Em đến từ Nhật Bản. Rồi đây là Châu Phi, Hàn Quốc, Nhật Bản. Ok, đây là ốc luộc sả của người Châu Phi ăn nha các bạn. Đó, đây là những cái con ốc mà mình sáng sớm đi chợ để mà mua tiếp đãi người Châu Phi 2 ký ốc. Vết này là cái vết của người Ấn Độ nè. Cái gì chu sa vậy đó? Đây là mũi của người Châu Phi cũng khác bình thường. Rồi, bạn ơi, bà nói gì đi? Mình xả thán cô thi này. Nói đi, có quyết tâm gì để thắng cuộc chơi này không? Rồi. Em có cuộc thi, em muốn thắng cuộc thi này để giành giải thưởng 1 triệu của chị không? Hôm nay mình đến đây để thắng hai người này, để giành lấy 1 triệu này sẽ là của mình. Ok. Trời, nhớ thắng nha, nói một cái miệng thắng được bị phạt ăn 2 trái ớt đi nha. Anh đù được của nó đấy. Rồi, bây giờ thời gian mình sẽ không có tính thời gian gì hết, bắt đầu ăn thôi. Nhưng mà trong lúc ăn thì không có được uống nước nha. Đó, con Châu Phi bên bển nó cũng ham tiền, để giờ con Nhật bên đây cũng ham tiền đó nè. Rồi, bây giờ bỏ tiền ra nhanh đi. Trả tiền kia. Đưa tiền ra. Mở thằng mẹ này quá, đây coi. Móc ra nhanh coi. Móc ra. Trả trăm nghìn. Trả tiền. Trả rồi. Ôi trời. Quá to thế. Đưa tiền mà quá to thế. Trả đi. Trả đây. Bực mình đấy khổ. Rồi đây là số tiền mà mấy bạn sẽ ăn nha. Rồi bây giờ 1, 2, 3 chị Liên bắt đầu nha. Trong lúc ăn uống nước là sẽ mua cuộc liền. 1, 2, 3 bắt đầu. Mình chưa bao giờ nghe người Ấn Độ mời các bạn ăn như thế nào. Hôm nay mình mời người Ấn Độ đến đây để mà mời các bạn ăn thử xem món ốc này như thế nào. Rồi ăn đi. Xin mời các bạn ăn ốc cùng mình nha. Mọi người ơi, kêu gọi cộng đồng mạng cứu bé này đi mọi người ơi. Nhìn nó đáng thương quá à, nó bị chủ nhân bỏ rơi ngoài đường nè. Trời ơi, chắc hồi sáng giờ nó chưa ăn gì đâu mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ bắt nó về nhà để cho nó ăn nha mọi người. Ai có nguyên góp tiền thì nguyên góp nghe, chuyển khoản với số tài khoản của mình nha mọi người. Trời ơi trời, sao có chủ nhân mà ác chưa trời. Thú cưng mà tại sao lại bỏ qua đường gì nè. Còn hết sảy. Ăn tiếp đi, nhiều lắm. Người Ấn Độ ăn để ăn con thứ hai nha. Rồi ăn xong để đó, cái hồi bóc cái vỏ ăn tiếp đúng là ngu. Ngon quá. Tôi không biết. Gọi người Ấn Độ dùng trước rồi. Bây giờ là tới người Hàn Quốc ăn nha. Người Hàn Quốc nghe nói là ăn cay bảnh ghê lắm. Không biết là ăn ở đây như thế nào. Anh nhớ anh hơi chiêu. Thật ra anh như tạ. Ồ, tới sao anh như tạ. Anh sẽ đừng có nghĩ á. Bạn hãy mời các bạn của mình ăn đi. Các bạn mình đến từ Việt Nam đó. Anh sẽ đừng có nhìn nhìn nhìn. Good, good, good. Rồi tới bên đây. Chọn vị yêu thương.
thơm ngon tròn vị. Ăn từ từ nhưng mà chắc lượng nhá. Chắc lượng thôi. Ngồi vẫn còn một mâm. Cay không? Khỏi cần chấm không được không? Tại để cái chén nước chấm, em muốn chấm thì em chấm, còn em không muốn chấm thì thôi. Miễn là ốc hết là được. Hôm nay mình bày cái trò chơi này để xem ai là người ăn ốc bu giỏi nhất nha các bạn. Cái lời ăn cay giỏi nhất nữa. Thấy nãy giờ nó không chấm nè. Bên đây chấm nè, bên kia không chấm luôn. Vậy là đến người đến từ Hàn Quốc ăn cay giỏi nhất rồi. Wow. Ăn ở đây mà mình thèm chảy nước miếng luôn á. Nhìn cũng hấp dẫn lắm á. Nhưng mà mình phải nhịn ăn thôi. Vì cuộc thi này thắng tới 1 triệu lần mà nhiều lắm. Không có ăn nổi đâu. Dì Dục đi. Ê ơi, không ăn gian hỏi tôi kiểm lại nghe. Kiểm đi, cho chị kiểm luôn. Rồi rồi, ăn đi. Xôm xôm lên nha, cho mau hết nha. Trời, mấy con không có. Ăn xong Dục vô đó đó rồi nó có. Ăn dữ không biết. Nhanh nha, nhanh nha, 2kg nha. Bà mặt đen nè ăn dữ. Bà mặt đen nè ăn dữ không biết nữa. Nhìn cái bà nội nè ăn á bên đây á. Nhìn đi ghê là mấy cái bà mà đi đám giỗ ngồi gì nè, ăn xỉu vậy đó. Thanh niên này ăn thì chưa có cố gắng lắm. Coi chừng hỏi ăn hai trái ớt nè. Còn cái con mặt đen bên đây thì nó ăn được nè các bạn. Thấy nó nhanh đó, nó nhanh đó, ghê không, ghê không, ghê không. Đó. Ăn ốc này thì nó không có no, tại vì con nó nhỏ như các bạn. Nếu mà mình lợi, mình mua lợi bự thì con nó ăn rất là dễ ngán và dễ no. Con này là nhỏ thôi à. Đừng có quay em nữa. Ăn mà dính lên tới cái mặt tôi này trời. Cay quá. Các bạn ơi. Các bạn. Gọi các bạn gì vậy? Cay quá. Tiền ngước mặt lên cười. Tiền ơi. Tiền ơi. Tiền ngước mặt lên cười. Tiền ơi đừng tập trung quá. Tiền ơi. Tiền ơi. Cái con người da trâu này ăn văng nước thầm luôn. Ăn giống như mấy con chết đói chết hàng vậy đó. Kiểu ngàn năm chưa được ăn. Mấy bạn làm chứng nha, đứa nào ăn gian các bạn làm chứng nhớ comment dưới cho mình biết nha. Ở đây có nhiều cầm gà lắm đó. Ăn vỏ bổ vỏ. Ăn ốc bổ ốc. Ăn cất bổ cất. Uống nước là bỏ cuộc nha. Là hai trái ớt thôi. À là cay đã đỏ thôi. Ăn hai trái ớt vô là không tệ lắm nha. Ăn gần xong chưa? Còn mấy trăm con dữ rồi trời. Còn bên đây. Rồi thấy bên đây ăn có tương lai nè. Cái này chắc thắng 1 triệu nè. Chết mẹ rồi chơi. Đây là đàn em của chị 13 nha các bạn. Nó ăn ghê lắm. Ghê. Tương lai đó. Còn bên đây. Bên đây ăn ớt ghê lắm nha. Nhưng mà không biết ăn ốc có màu không nữa. Coi chừng nha. Coi chừng da đen đen hết nha. Cố lên nha. Cố lên. Còn bên đây thì không có tương lai. Không mệt luôn. Không chết có số không quý nha trời. Trời Phật lên nhà. Cao quá. Nữa hả? Em ăn hơi mệt quá chị ơi. Mũi trắng. Bà nội quay sát mặt chị bà nội. Mấy đứa này ăn gian lắm các bạn, cẩn thận.
chị em ruột chứ bị chặn không biết. Thánh chị vô của năm đó đó, dùng ốc ra ngoài đây luôn mới lụm vô. Đây là nước. Chị hai kỳ quá nghe, làm đâu uống nước được đâu. Quá ngon quá. Để nhớ mấy cha muốn bay còn nguyên đó hả? Sợ quá, sợ quá. Bữa nào chị làm cái con ốc thừa voi là cũng không biết. Mấy con này mấy con chết không? Chết ăn luôn em. Bây giờ thanh niên từ ngáo sẽ bỏ vỏ vô nè. Vì còn mảnh quá trời luôn. Đợi cũng hơn 15 phút á, thì người đầu tiên chưa ăn hết ốc đó chính là con này. Nói chung là người đầu tiên thắng cuộc là ăn tiền nha các bạn. Đây là số ốc của nàng, thì mình điểm sơ có mấy con ốc chết nè, chết không ăn được nha các bạn, tiền thắng cuộc nha các bạn. Còn đây là người cuối cùng thua nè, còn khá là nhiều ốc luôn. Đây là người nhận hai trái ớt nè, mẹ em ăn hai trái ớt vô đi em. Ít chứ ha mẹ vô. Rồi ăn hai trái ớt vô đi. Ăn đi, ăn đi, không có cuộc mà. Còn người chiến thắng thì 1 triệu. Cảm ơn chị đi. Cảm ơn chị nhiều. Vi nhận 1 trái ớt kìa. Nè ăn rồi kìa. Nhai. 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 Con trai của ta. Bây giờ tới ngáo nha các bạn. 1 trái ớt dành tặng cho em nè. Đi. 1 trái. Đừng. Ghê. Cắm luôn rồi ạ. Bụp cái nha. Trời ơi. Người thua cuộc nha các bạn. Người thua cuộc ăn hai chết nè. Hiện ăn cũng ăn tầm một cái mấy ốc quá. Tại vì còn số này có ít. Khi mà em ăn hết số này rồi em ăn hai chết rồi em thấy sao? Cay. Cay hả? Em nó có bị ngán không? Bị ọ ra không? Ói quá. Rồi. Thế người thắng cuộc đi. Từ đây về sau em sẽ không ăn ốc nữa. Vậy hả? Em mới đi chàng hết hai cái ốc luôn. Còn bên đây mặt da đen nói đi, người ăn đồ trả tiền tôi đây. Vi á là người ăn thứ gì nha các bạn, nhưng mà tại ăn tiền á nó ăn nhanh hơn, có một chút xíu ăn nhanh hơn được có 5-6 con gì rồi nó mới thua á, chứ thôi nó cũng thắng rồi đó, thì nó ăn cũng hết rồi đó các bạn ơi. Nhưng mà sau khi mà ăn xong hai cháu á là bị gác tay, nó ăn hết một trái ớt. Thực sự cảm thấy là mấy đứa này ngốc giỏi thôi. Thì các bạn ơi, thì mình tạo ra cuộc thi này á chủ yếu là cho mấy đứa thử thách xem là đứa nào mà ăn giỏi nhất, ăn nhiều nhất thì tìm ra người thắng cuộc đó là tiền. Đây là tập 1 của tụi mình, có gì sai sót nếu mà có gì sai sót thì các bạn nhớ thông cảm cho bọn mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Nếu như các bạn đã thích video này thì nhớ để lại cho mình một like và đăng ký kênh của mình nha, để mà mình sẽ làm thêm tập 2, tập 3, tập 4. Chào các bạn, bye bye.